cả mọi người nhá, vừa mình là ông tôm vlog. Là ông tôm vlog. Ngày hôm nay mình sẽ lại ra một cái vlog mới, đấy là mình sẽ chôn bố mình nhá. Sẽ chôn bố mình nhá. Và bây giờ mọi người hãy xem mình đi chôn bố nhá. Mày tiền sử cái thằng này, nuôi nó lớn bằng tầng này rồi mà nó còn định chôn bố nó luôn. Bật dậy, đã thế phải gọi điện báo công an. Alo, anh công an à? What? Em muốn báo án ạ. Em muốn báo án ạ. Em